Nay mình ăn canh rau tập tàng nha các bạn. Mình thái rau ngót trước đi. Rau ngót mình bẻ nguyên, nhánh về mình đặt ra xa. Bây giờ mình lại mình hái ra mồng tơi. Đây mồng tơi nó bò dưới gốc bưởi, gốc cam nè. Lá rất là bự ha. Lá to đùng luôn. Lá nào lá nấy to. Đây. Tơi. Rau giờ mấy ngày nay trời nắng quá, rau giờ chết hết rồi. Đây, mình qua mình hái đỡ ra muống đi. Hái hết cọng ra muống. Mình hái thêm mấy cọng rau má này nữa. Về nấu được nồi canh rồi. Các bạn, rau má mọc trong chậu cây luôn nè. Nấu nấu canh rau tập tàng rau mồng tơi nè, rau muống nè, rau má, rau ngót. Nãy có mấy gọng rau dền nữa, rau dền nay cho mà trời nắng nó rủi hết trơn à. Hái được có mấy đồng rau dền. Với nấu tập canh này ngon lắm nè. Tập tàng. Canh xôi. Giờ mình bỏ ít tôm. Tôm mình bằm nhuyễn ra. Bỏ vô nấu cho nó ngọt. Rau tập tàng nấu với tôm. Tôm mẹ có ướp gì không? Bỏ mà ít hành tiêu. Hành tiêu. Muối mắm. Muối mắm. Ngọt. Múc ra tô rắc tiêu lên là xong phải không? Ừ. Chín là sao lên cái chín. Mình bắt chảo mình chiên cá bóng một nắng. Cá bóng đổ bông á. Đổ bông được cá bóng sậy, cá bóng trứng, cá bóng trân, cá bóng dừa, nói tóm lại là tất cả các loại cá bóng.
cái đem phơi, đem phơi một ngày nắng xong rồi bắt đầu đem giờ đem chiên giòn. Cá bóng một nắng chiên giòn. Đây nè, cá bóng đây nè các bạn, ngon lắm. Phơi có một ngày mà nắng nhiều quá nó khô luôn. Rồi dầu nóng rồi chờ dầu nóng mình bỏ cá bóng vô cái mình chiên lên nó giòn lắm. Mình lúc mình làm mình ướp một tí muối vô, ướp tí muối vô cái mình phơi một nắng giờ chiên lên ăn nó giòn mà nó hơi mặn mặn, nó ngon, cơm ngon, cá con bắt tự nhiên luôn á. Cái này là phải đổ bung cũng 2 ngày hay 3 ngày gì đó mới rửa cá ra mới làm được nhiêu đây nè. Đâu cũng rửa mấy ngày lại mới được chứ. Ngon chưa? Rồi bắt đầu vàng rồi đó. Chiên nhanh. Mời cả nhà ăn cơm nha. Mời sao? Dạ đó. Hôm nay rồi ăn khô đã, khô heo. Thôi vậy được rồi. Mùi cái khô này rất là ngon nè, cá nó nhỏ nhỏ. Nhỏ nhỏ không có xương con, ăn luôn xương. Chiên giòn cái ăn luôn xương nè, cá bóng một nắng nè, ăn cực ngon luôn. Mùi ăn xong không à? Con có vấn đề đó mẹ. Mẹ ăn cá bự luôn vậy nha. Mùi con ăn con nhỏ thôi. Ăn con nhỏ cho nó không bị xương. Mẹ mày có vấn đề mà mày ăn cá đó, tao thấy gan quá. Máu ăn đi con, Máu có ăn cơm không? Máu có canh, tôm, tôm nướng của Máu nữa nè. Canh này rất là ngon nè, canh rau tập tàn. Đẹp cái này đó, món kho của ông ngoại. Bọc tép đi. Trời ơi, mỗi giờ mỗi bốc cá mà ăn không, từ sớm giờ ăn gần nửa dĩa cá luôn của người ta. Nãy chiên nhóc giờ còn có nhiêu đây. Để em ăn đi con. Ăn say sưa ăn gì đó. Nó mẹ mới bỏ mấy con nhỏ nhỏ trong chén, mỗi đó mùi ăn trong chén. Nhưng mà bốc con bự sợ xương. Bốc con nhỏ nhỏ nha con. Ba mặn mấy con cá lồng tông cà ba chưa? Ngon hả? Mấy con lồng tông cà ba luôn. Mấy đó là mình phơi một nắng tiêu chiên luôn. Ngon không muội? Đừng có ăn hai đứa phá, ăn hai đứa đổ đổ được em đây này con á. Hai hư quá nói đi con. Anh hai thì ngoại lột tôm cho anh hai ăn chứ hai không có dám ăn cá, cá cứng cứng giòn giòn anh hai không có thích. Ngon không muội? Giờ mất bức mới rau muống bỏ vô hồi rồi. Ngon thì da tầm luôn. Hai đứa da hết rồi. Giỏi mà. Như vậy không sao để xa chứ. Để xa. Thôi ôi thôi đỡ. Mùi đừng có phát con. Cái này cái gì á? Cái đó tỏi á con. Tỏi á con bốc cá khô con ăn đi. Mùi ăn, ủng Mão ăn đi. Mão bỏ vô miệng Mão ăn thử rồi được không? Mão ăn đi. Mão ăn thử rồi. Mão nhai được không? Mão nhai không được. Mão dở lắm, Mão hư quá. Mão hư quá. Nói Mão hư quá đi con. Mũi giỏi quá. Mũi giỏi. Mày ăn đi con. Trời ơi, mày ăn nhiều cá nhiều chứ mũi. Nè, anh hai ngồi xuống ngoài đúng. Hai ngồi xuống ngoài đút cơm ăn. Thôi nè. Ăn cơm với tôm mà con, ăn cơm với tôm rất là ngon. Trời ơi, mũi ăn nhiều chứ. Bữa nay nước kém mà sao nước đông dữ. Quá trời. Giữ trong chén mùi lăn trực tép dữ rồi, lăn cá khô dữ. Nãy giờ nó ăn còn nhiêu đây rồi đó, giờ nó múc còn nhiêu đây. Nó ăn cá heo lắm. Thôi ăn từng con thôi, con ăn nhiều quá nó mất con. Ngoài ăn thử đi, ngoài ăn thử cá bóng này rất là giòn, ngon không? Mùi nó còn mê. Ngon quá. Cá bự quá, cá bự. Cá bự quá, bỏ vô lại ngoài ăn. Nè ngoài ăn thử canh coi ngon không nè. Mùi ngon, ngon, ngon. Canh tạp tàng á, 5 loại rau á. Ngon không? Cá nhỏ chiếu bố mùi.
chanh rất là ngon. Cá nhỏ xíu của mọi nha. Cá nhỏ xíu của mọi. Ngọt ghê luôn. Nó canh này mà nấu với tép bằm là ngọt quá. Ngọt nước ngon. Năm loại rau nè. Người ta có bơ bột ngót Nhật luôn. Rau ngót mình à. Rau ngót của mình á với rau má, rau muống, rau dời. Thôi chào tạm biệt đi. Chào tạm biệt đi. Chào tạm biệt nha. Rồi, chào các bạn nha, chúc các bạn ngon miệng nha. Đặc biệt là cá bóng một nắng chiên giòn này ngon lắm. Mấy em bé cũng thích nữa nè.